Kính thưa quý vị khán thính giả của chương trình Phố Bosa TV, với môi trường kinh doanh ngày càng thông thoáng của Việt Nam trong những năm gần đây, càng ngày càng có nhiều bạn trẻ chọn lựa con đường kinh doanh. Câu chuyện khởi nghiệp của mỗi người đều có cái đặc điểm rất riêng của mình. Ngày hôm nay, nhân dịp gặp rất nhiều doanh nhân trẻ từ Việt Nam sang để tham dự hội chợ bán hàng Việt Nam chất lượng cao ở Moscow năm 2015. Phố Bosa TV sẽ có cuộc trao đổi với các bạn trẻ này. Và một lần nữa, doanh nhân Nguyễn Thái Duy sẽ cùng chúng tôi dẫn chương trình của ngày hôm nay. Xin mời anh Duy. Chào khán giả. Do làm trong cái ngành đào tạo và chia sẻ về cái trải nghiệm kinh doanh 20 năm của mình, nên tôi có dịp tương tác và biết câu chuyện của rất là nhiều bạn. Hôm nay đây, cái câu chuyện đầu tiên mà mình muốn gửi đến các bạn đó là bạn Thùy Trang. Thùy Trang à, em hãy cho mọi người biết là vì sao một người đang làm Việt Nam Airlines, cái làm ở vị trí Việt Nam của một cái công ty tổng hàng không Việt Nam Airlines là nhiều người mơ. Phỏng vấn rất khó, đi rất nhiều vòng chúng ta mới vào đó được, và làm được đến cái vị trí quản lý luôn. Và cái lý do nào mà bạn lại rời bỏ một cái niềm mơ ước của rất nhiều người mà ra sở hữu một cái lĩnh vực kinh doanh riêng? Bạn có thể chia sẻ cái câu chuyện của mình ạ. Dạ, em cảm ơn thầy Thái Duy. Chào anh Lân và xin chào tất cả quý vị khán giả. Em xin tự giới thiệu, em tên là Thùy Trang và hiện là chủ thương hiệu The Green, nước mũ trâm nguyên chất. Cũng như thầy Duy vừa chia sẻ thì trước đây em làm quản lý của quầy quốc tế Việt Nam Airlines ở sân bay Tân Sơn Nhất. Nhưng sau 4 năm làm việc thì một lần tình cờ em đã gặp được một số anh chị đến từ trường B-Training rủ mình đi chơi và tham gia vào một cái lớp học của thầy. Vào đó thì em cảm thấy là rất là nhiều bạn trẻ, rất là năng động và nhiệt huyết, đã có một cái sự trải nghiệm, một cái sự khởi nghiệp rất là hoành tráng. Lúc bấy giờ, nếu mà so với độ tuổi của em lúc đó thì em chỉ là một cô bé sinh viên ngồi trên giảng đường đại học và cứ học và học. Và em cũng xin thú thật là em tốt nghiệp ngành sinh học trường đại học khoa học tự nhiên, một ngành thật sự là trái hoàn toàn với ngành hàng không. Đó là một trong những lý do mà tối đêm đó về em rất là thao thức, cảm thấy là mình đã gần hàng băm rồi, đã hai mấy tuổi đầu rồi, mình phải làm một cái gì đó cho mình chứ không phải đi làm công ăn lương như hàng ngày nữa. Đó là một trong những và cái điều đó cứ thôi thúc em tới cách đây vài tháng, và em đã quyết định là thôi việc để em mở ra cho mình một con đường riêng. Vì là lý do tốt nghiệp từ ngành sinh học, em cũng đã có một cái nhìn tổng quát về một cái gọi là sức khỏe của con người, về những gì thiên nhiên, về những gì tốt lành cho tất cả mọi người ở đây. Đó là lý do mà em bắt đầu từ những cái gì về cái ngành liên quan em đã học. Em đã trải qua, em cũng thú thật là cái quá trình khởi nghiệp của em cũng khá là gian nan và vất vả. Em đã trải qua rất là nhiều ngành nghề khác nhau, nhiều cái sản phẩm khác nhau, từ những cây may mắn. Em cũng đã lấn qua lĩnh vực rau sạch, sau đó em cũng cảm thấy mình chưa phù hợp lắm. Bây giờ em đã dừng lại ở sản phẩm là mũ trâm nguyên chất, và em cũng đã tìm hiểu rất nhiều về cái sản phẩm này. Thú thật là sản phẩm này cũng là gắn liền với em từ nhỏ, nhà em rất là dùng thường xuyên và hiện tại em cũng đang dùng. Em hy vọng và em cũng tin chắc rằng nếu em tiếp tục cố gắng em nghiên cứu về nó thì em sẽ thành công. Em tin chắc điều đó và mong tất cả mọi người sẽ ủng hộ cho em. Em xin cảm ơn ạ. Vâng, cái câu chuyện khởi động luôn là cái cảm xúc và cái nỗi niềm của rất là nhiều người. Và vừa rồi cũng thể hiện là bạn Trang rất là xúc động khi kể ra cái câu chuyện của mình. Tuy nhiên mình muốn gửi đến các bạn một cái câu chuyện khởi nghiệp khác. Một chàng trai trẻ năm nay mới có 21 tuổi thôi. Và bạn ra khởi nghiệp lúc bạn 19 tuổi. Và cái thời của mình á, 19 tuổi là mình chưa biết làm gì hết. Mình mới còn đi ăn học thôi. Thì năm 23 tuổi mình mới dám ra khởi nghiệp. Thì mình muốn gửi đến các bạn câu chuyện khởi nghiệp của bạn Huỳnh Văn Ninh. Ninh, em sẽ cho khán giả chúng ta biết là cái động lực nào, cái thôi thúc nào, cái lý do nào
Và có cái bí quyết, có cái gì không mà mới có 19 tuổi em lại dám ra sở hữu cho mình một cái doanh nghiệp riêng? Xin chào thầy Nguyễn Thái Duy, xin chào các bạn và các khán giả xem đài. Mình tên là Huỳnh Văn Ninh, là hiện tại mình là giám đốc công ty cổ phần Defoco. Thì cái động lực mà giúp mình ra sở hữu doanh nghiệp á, thật sự là vào tháng 7 2012 là mình bắt đầu với công việc, là đầu tiên là mình kinh doanh cà phê. Thì cái động lực mà mình kinh doanh cà phê đó là thật sự là trước đó là gia đình mình vẫn có cho tiền mình. Mình là sinh ra trong một gia đình thuộc dạng là cũng khá giả thôi, ba mẹ cũng gửi lên hàng tháng như vậy. Nhưng mà thật sự là bữa đó mình mới ra ngoài đường mình phát tờ rơi, tại mình muốn trải nghiệm thử cái cảm giác mà đi làm công như thế nào. Tại vì nhỏ lớn thì mình sống trong cái cảnh mà không có đụng tay chân này kia, cho nên mình muốn trải nghiệm cái cảnh đó như thế nào. Thì thật sự là mình làm cái bữa đó mình rất là khó chịu, rất là khó khăn. Cho nên là cái lúc mà sau đó mình mới bắt đầu mình đi xin việc làm. Thì xin được làm vào một cái công ty cà phê. Thì bắt đầu là mình làm trong một công ty cà phê đó. Thì cái tháng đầu tiên mình làm á, và ông chủ ông không trả lương mình. Thật sự là tháng đầu tiên mà ông không trả lương mình. Và ông bắt mình á, là tháng sau đó là phải ra lấy cà phê của ông và đem bán. Và bắt đầu mình làm quen với công việc bán hàng luôn. Thì trong suốt quá trình mình bán hàng cà phê khoảng 9 tháng á, thì bắt đầu là mình cảm thấy là bắt đầu mình trải nghiệm được cái cảnh mà cực, cảnh khó khăn, cảnh gian nắng. Rồi nói chung là rất là nhiều thử thách, rất là nhiều khó khăn. Và sau đó là mình mới là vô tình thôi, mình lên mạng, mình trong cái con người mình nó rất là muốn được làm chủ. Thật sự là mình quá trình mình làm mình biết cái cảnh cực rồi, mình không muốn mình thoát khỏi cái cảnh cực này. Mình không muốn mà mình đổ mồ hôi, mình sôi nước mắt, mình kiếm không được cái đồng tiền này. Và bắt đầu mình lên mạng, mình gõ đúng cái chữ luôn, học làm chủ, và ra được cái trường học làm chủ B-Training. Và bắt đầu mình học 2 ngày, trong đó là bắt đầu mình thay đổi, bắt đầu mình có được cái tư duy tích cực. Mình biết được là chỉ có bán hàng, chỉ có sale, chỉ có marketing thôi mới giúp mình phát triển được cái cuộc sống mình sau này. Đó, người ta nói là phi thương bất phú mà. Mình hiểu được vấn đề đó, mình học trong môi trường đó, mình hiểu được vấn đề đó. Bắt đầu là mình ra mình mở cái doanh nghiệp thứ hai, đó là công ty cổ phần gạo thơm Sài Gòn. Và quá trình mình kinh doanh công ty gạo thơm Sài Gòn này, mình chọn những sản phẩm độc đáo, đặc biệt đó là mình kinh doanh những dòng gạo thảo dược, gạo lứt dành cho những người bệnh tiểu đường, cho những người bệnh mỡ máu mà, và cái những cái bệnh về chỉ số cao huyết áp này kia đó, rất là nhiều giảm cân đó. Và quá trình mình kinh doanh, mình gia va chạm với nhiều khách hàng mà mình biết được những cái vấn đề của họ, là họ đang bị những vấn đề về bệnh, cái chuyện gì chỉ số cân nặng nè, cao huyết áp nè, và tiểu đường nè, mỡ máu nè. Và bắt đầu mình tìm những cái chuỗi sản phẩm mà liên quan với phục vụ cho họ, giải quyết được vấn đề của họ. Và đó là cũng lý do mình thành lập nên cái công ty cổ phần Defoco, và hiện tại nó đang rất phát triển như bây giờ. Và trong tương lai mình sẽ ra những cái sản phẩm, nói chung là những cái chuỗi sản phẩm mà đáp ứng được cho những cái đối tượng người tiêu dùng, đó là những cái người bệnh, cái người mà muốn phòng bệnh, để cho mục đích của mình là muốn giúp đỡ họ có thể là có được một cái sức khỏe tốt, có được một cái cuộc sống mà họ có thể là họ yên tâm hơn và không có phải lo lắng gì bệnh tật nữa. Đó là cái mục tiêu và cái tầm nhìn của mình trong tương lai. Và vâng, xin cảm ơn rất nhiều. Cái câu chuyện của bạn Ninh vừa rồi các bạn thấy rất là đáng học hỏi cho các bạn trẻ. Và một cái câu chuyện khởi nghiệp rất hay khác nữa là của một bạn đến từ Đà Lạt, ở trên một cái thành phố rất là mộng mơ, và rất nhiều người thích lên đến đó để nghỉ ngơi. Nhưng mà không hiểu lý do vì sao bạn lại rời thành phố mộng mơ đó về Sài Gòn, rồi bây giờ sở hữu cho mình một cái thương hiệu thời trang về giày dép cho nữ. Bạn có thể kể cái câu chuyện của mình ạ. Anh chào thầy Duy và chào anh Lân, chào các bạn. Thật ra là cái khởi nghiệp của mình thì nó khá là bất ngờ thôi. Tại vì mình học ra trường và mình chỉ đi làm. Đi làm thì sau bao nhiêu năm mình tích được một số vốn. Thì cũng chỉ nữ mà, ai cũng đam mê thời trang hết. Và khi mà nghe một người em mình là ok, là lấy giày dép về bán đi, thì thật sự là khi lúc đó mình cũng không nghĩ là mình sẽ thiên về thời trang như vậy. Thì khi mà mình bạn nghĩ đi, toàn bộ bao nhiêu tiền hết bạn dồn vô một đống thời trang đó, và người ta chỉ phán một câu là hàng này không thích hợp với thị trường Đà Lạt. Và thật sự là trải qua bao nhiêu đêm là mình mất ăn mất ngủ, tại vì toàn bộ tiền nằm hết. Khi đó mình hỏi là làm sao đây, làm sao để lấy được số tiền đó đây. Thật sự là mình không biết luôn. Đó là
thực sự là khóc luôn chứ không phải vậy. Công sức mình làm ra bao nhiêu lâu nay là chôn vào một đống đó. Và lúc đó mọi người là nói, trời ơi mạng xã hội quá trời mà, tại sao lại không dựa vào nó để kinh doanh. Thì lúc đó là mình bắt đầu mình bà lên và mình bán online như thế này nọ. Thì lúc đó là mình gần như là quay cuồng, mình không biết làm sao hết. Thì tình cờ là một người bạn mình mới giới thiệu mình là lớp Bitronin. Thì mình kêu là, ôi trời, học cái gì bây giờ, mình không biết học cái gì. Tại vì trong đầu mình bây giờ là phải kinh doanh để lấy lại cái tiền đó, lại bán hàng lã. Đấy, xong cái mình thực sự là mình kêu thôi đi 2 ngày thôi, không sao cả, cố gắng 2 ngày. Và khi sau 2 ngày đó thì thực sự là có lửa để cho mình tìm được những cái phương pháp, rồi mình giải quyết vấn đề của mình. Là trong đó thì mình gặp rất là nhiều cái bạn bè, và người này giới thiệu người kia, mỗi người có một cái kinh nghiệm riêng về bán hàng và chỉ cho mình biết được. Là sau đó thì mình cứ từ lớp này đến lớp kia mình học, không phải học từ người này đến người kia nữa đó. Và sau đó thì mình thấy mình thực sự là đam mê thời trang nữa, và mình kêu biết đâu đó là một cái duyên, và mình học hỏi về nó từng ngày một. Và hiện tại bây giờ thì mình sở hữu cho mình một cái thương hiệu giày là Zupa, và mình hy vọng là một ngày nào đó là cái sản phẩm của mình là có mặt trên nhiều nước nữa, chứ không phải là chỉ trong vòng nước Việt Nam mình không. Đó là trong đó thì mình cũng thực sự rất là cảm ơn thầy đã gọi là một người thầy chỉ hướng cho mình đi, cũng như các bạn đây đã, cũng như rất là nhiều bạn bè nữa là hỗ trợ cho mình cái vấn đề đó, là chỉ cho mình được cái hướng đi như thế nào để sở hữu được một cái gì đó riêng mình, và mình phải làm chủ được nó. Và cái câu chuyện của mình thì nó cũng chỉ chừng đó thôi. Các bạn, cho bạn thấy nghe một tràng pháo tay tuyệt lớn ạ. Một cô bé đến từ tỉnh Bình Dương, và là sinh viên của Đại học Ngân hàng. Tuy nhiên là vừa tốt nghiệp Đại học Ngân hàng xong là bạn ra bạn mở doanh nghiệp riêng liền, chưa một ngày nào đi làm công cho bất kỳ cái công ty nào. Theo cái cách truyền thống của rất là nhiều người là muốn ra khởi nghiệp thì phải ra trường đi làm công vài năm để học hỏi kinh nghiệm, rồi năm 26, 27, 28 tuổi gì đó bắt đầu mới ra sở hữu doanh nghiệp riêng. Tuy nhiên bạn Ngân đã đi theo một cái cách khác, và hiện tại bạn đang sở hữu một cái thương hiệu thời trang riêng, do sản phẩm do chính bạn tạo ra, nghiên cứu và làm ra luôn. Thì bạn chia sẻ cái câu chuyện và cái cách đi của bạn, cái suy nghĩ của bạn lúc đó như thế nào mà bạn đã đột phá ra làm như vậy. Mời bạn Ngân ạ. Xin chào thầy, xin chào anh Lân và các bạn khán giả đang xem chương trình. Mình xin giới thiệu lại nha, mình là Ngân, thì mình hiện tại là kinh doanh mỹ phẩm. Thì lý do tại sao mình lại ra kinh doanh á, thì có thể là cái tính mình rất là bướng bỉnh. Từ cái lúc mình đi học cho lúc mình làm á, đều do gia đình áp đặt thôi. Không phải là áp đặt, nhưng mà cái tư tưởng của những bậc cha mẹ thì muốn là con cái là theo cái hướng mình đã định ra. Thì mình cũng sinh ra trong một gia đình khá giả, và mình cũng không phải đụng tay chân gì nhiều. Thì với cái mức sống của mình như vậy á, thì mình muốn ra làm với cái mức lương nó cao. Thì thời điểm đó thì ra làm ngân hàng á, nếu bạn làm khoảng 5 năm đến 10 năm á, thì khó mà lên được cái mức lương mà một tháng 30 triệu lắm. Thì mình mới tuyên bố với trước gia đình của mình luôn là, lúc là tháng 11, mình nói là tháng 11 năm sau lương con một tháng sẽ là 30 triệu. Thì lúc đó cả nhà ai cũng nhìn mình với cái ánh mắt là giống như mình nói cho vui thôi, chứ thật sự là không có làm được đâu. Nó háo hắng rồi đó, vậy đó. Xong rồi lúc đó mình quyết tâm, giờ mình làm cái gì đây, mình kinh doanh cái gì đây. Thì tình cờ là mình được một người bạn, thật ra đó là người bạn đời của mình á, dẫn đến lớp học của thầy. Thì vô trong đó thì mình có một cái cộng đồng, cảm thấy ai cũng sôi sục, ai cũng nhiệt huyết, họ muốn ra kinh doanh. Nhưng mà mình kinh doanh gì đây? Xong rồi mình mới nhớ lại là cái điểm mạnh của mình là cái gì. Thì mình là người sở hữu một làn da rất là nhạy cảm. Mình luôn luôn tìm hiểu cách nào để chăm sóc tốt cho làn da của mình. Thì mình biết cái thế mạnh của mình là mình rất hiểu về những người có làn da nhạy cảm, những người bị làn da bị mụn. Nên là mình đã đào sâu nghiên cứu, mình bỏ một thời gian để mình nghiên cứu về sản phẩm đó, mình nghiên cứu về cái cách điều chế, rồi mình mới ra kinh doanh. Thì mà khi mình nghiên cứu một cái sản phẩm hoàn chỉnh thì mình ra kinh doanh luôn. Thì thật sự kinh doanh là cái việc mà bạn chia sẻ giá trị, chứ không phải là một cái con buôn như người ta thường nghĩ. Khi mà bạn chia sẻ thật là nhiều giá trị thì cái lợi nhuận là cái đi theo sau, đó thì tất nhiên rồi. Thì tháng 11 năm nay, tháng 11
ngay vừa rồi luôn á, là mình vừa đạt được cái thời điểm của một năm trước. Thì theo những gì mình có được thì mình cảm thấy mình nhận được rất là nhiều thứ. Có khách hàng, có một cộng đồng những người bạn đam mê kinh doanh như mình, có những người thầy rất là tuyệt vời, đặc biệt là thầy Nguyễn Khai Duy đây. Rồi mình cũng nhờ cái tư tưởng, cái hướng của mình nó tiến bộ hơn á, thì mình cũng tìm được cái người bạn đời phù hợp với mình. Thì thật ra là mình đã có rất là nhiều sau một năm, và mình rất là, cái lựa chọn của mình thì mình hiện tại mình cảm thấy rất là hài lòng, mình đã chọn đúng. Cảm ơn. Các bạn cho bạn doanh nhân trẻ Ngọc Hân một tràng pháo tay tuyệt lớn. Một cái câu chuyện khác, các bạn thấy không ạ, hồi nãy giờ mỗi người là một cái câu chuyện, và mỗi cái câu chuyện nó đều gửi cho chúng ta một cái bài học, một cái niềm cảm hứng. Và bây giờ mình muốn gửi đến bạn một cái câu chuyện khác. Một cô gái đến từ Bạc Liêu và lên Sài Gòn và học ra rồi đi làm cho một cái công ty của Nhật Bản. Và mức lương cái thời điểm bạn nghĩ làm đó là hơn 30 triệu. Ở Việt Nam các bạn cái mức lương 30 triệu là mức lương của rất nhiều người mơ ước. Và bạn lại, cái can đảm của bạn là bạn dám bỏ cái mức lương đó. Nó không để cái mức lương đó giữ mình lại để ra khởi nghiệp một cái doanh nghiệp riêng. Và vừa rồi bạn cũng được báo VN Express, là một cái trang báo rất là nổi tiếng Việt Nam, phỏng vấn bạn, đưa lên cái trang nhất rất 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 là đặc biệt. Và bây giờ các bạn hãy nghe cái câu chuyện của bạn doanh nhân trẻ Cẩm Loan ạ. Dạ cảm ơn thầy Nguyễn Thái Duy, chào anh Lân và chào quý vị khán giả. Thì thật ra cái lý do để mà mình bỏ công việc làm mức lương khá ở một công ty Nhật Bản để ra mở một doanh nghiệp riêng, thì thật ra trong quá trình mình làm mức lương khá nhưng mà mình cảm thấy mình, tại vì mình là người lo tài chính cho gia đình, là người chính lo những vấn đề cho ba mẹ và anh chị em, thì thật ra đối với mức lương đó nó khá so với những một số bạn khác, nhưng mà đối với mình thì mình cảm thấy nó không đủ. Và mình có một cái khao khát là mình muốn làm hơn thế nữa. Thì thật sự ra lúc đó mình suy nghĩ rằng là nếu như một bản thân của mình làm nó, sức mình nó sẽ có giới hạn, và mình muốn hơn nữa thì nó rất là khó. Trong thời gian đó thì mình muốn sở hữu thêm một số người để hợp tác, để làm việc với mình, để mà kiếm được nhiều tiền hơn. Thì mình không biết phải, mình muốn làm ra kinh doanh mà mình không biết phải như thế nào. Thì lúc đó là mình vô tình biết được thầy Nguyễn Thái Duy trong trường học dạy cho các bạn mới khởi nghiệp. Thì thật ra mình thấy đó là một cái trường rất là phù hợp với mình, ngay cái tại thời điểm đó mình đang có cái nhu cầu. Thì khi mà ra kinh doanh mình chẳng có kiến thức về kinh doanh, mình chỉ có về kiến thức về chuyên môn. Mình biết về cái sản phẩm túi môi trường Eco này trong thời gian mình làm việc cho các đối tác Nhật Bản. Thì như vậy thì trong quá trình khởi nghiệp mình học được rất là nhiều kiến thức, và mình biết, mình nhận ra một vấn đề là những cái việc trước đây mình ao ước là mình muốn lo cho gia đình, cho ba mẹ, cho anh chị em mình được tốt hơn, thì không thể nào sức lực của mình là mình có thể làm cái việc đó nếu như mình đi làm cho một công ty khác. Cho nên đó là lý do mà mình muốn ra làm riêng, để mình có thể kết nối với một số bạn, mình có thể thuê được những người giỏi hơn mình cùng nhau hợp tác để làm ra, để thực hiện được cái ước mơ của mình. Thì trong cái thời gian mình làm kinh doanh, trước tiên đó là mình thật sự đó là mình lao ra khởi nghiệp và mình kiếm tiền. Trong sau thời gian đó mình vượt qua được cái giai đoạn kiếm tiền, thì mình sẽ hiểu rằng là kinh doanh không phải là kiếm tiền mà là phải mang giá trị cho xã hội. Thì vô hình chung cái sản phẩm của mình là một cái sản phẩm nó bảo vệ môi trường, nó thân thiện với môi trường. Và mình biết rằng là mình, nếu như mình cố gắng hơn nữa là mình sẽ mang một cái giá trị rất lớn cho xã hội, chẳng những không những cho Việt Nam mà cho các nước trên thế giới. Thì đây là một cái tầm nhìn của mình và một cái mục tiêu khát khao, mình muốn đạt được điều đó, và mình cảm thấy như vậy cuộc sống nó sẽ có ý nghĩa hơn. Dạ, xin hết. Các bạn cho bạn cũng lon càng tay được lớn. Một cái câu chuyện khác, đó là bạn tên là Yến Nhi. Bạn kinh doanh một cái lĩnh vực mà nói là, phải nói là rất là đặc biệt ở Việt Nam. Mình nghĩ là những người mà kinh doanh cái này đếm từ đầu ngón tay. Năm nay bạn cũng mới 24 tuổi thôi. Và bạn sở hữu một cái hệ thống quán bar Nhật. Các bạn cứ nghe nó lạ không ạ? Và
Bây giờ là chúng ta rất cần cái sự chia sẻ của Yến Nhi. Tại sao một cái cô gái còn rất là trẻ mà lại sở hữu cả một cái hệ thống quán bar, mà lại không phải quán bar của người Việt Nam mà lại là quán bar Nhật. Mời Yến Nhi ạ. Em cảm ơn thầy Nguyễn Thế Duy đã nói sơ qua về em. Chào anh Lân, chào khán giả. Mình là Phạm Thị Yến Nhi, hiện tại mình là chủ sáng lập của công ty Tanabata. Hiện tại mình có 5 cái bar Nhật tại Hồ Chí Minh và 2 cái bar Nhật tại Hà Nội. Lý do mình đến với cái ngành thì theo mình đó là ngành chọn mình chứ mình không chọn ngành. Trước đây thì mình rất là một cô gái Việt Nam rất là truyền thống. Dường như mình không có khái niệm đi bar cho tới năm 18 tuổi, mình chưa có khái niệm đó. Và mình nói với mình rằng mình sẽ không bao giờ đi bar. Nhưng chuyện gì đã xảy ra? Cho đến cái thời điểm mình đi học năm 2 của sinh viên đại học thì mình có một cái suy nghĩ là phải đi làm thêm. Thì mình lít tất cả các công việc trên cái tờ báo Tuổi Trẻ, mình đi dường như là mình đi hết để phỏng vấn. Và sau đó cái công việc mà mình cảm giác là nó mang đến cho mình một cái khoản thu nhập khá là ổn định, một tháng 3 triệu đồng thôi, mà vẫn có thể tiếp tục cái công việc đi học rất là thoải mái, làm việc từ 7 giờ đến 12 giờ. Thì mình quyết định chọn công việc là phụ cho ông chủ người Nhật Bản của mình có một cái búp tại Hồ Chí Minh, đó là cái đầu tiên cách đây 6 năm. Và sau khi mình học ra trường, năm 22 tuổi khi mà mình học ra trường thì mình rất là khao khát để được kinh doanh. Và khi mình khao khát kinh doanh như thế thì tại thời điểm đó mình đi được 7 nước. Ngoài Việt Nam thì mình đã đi du lịch được 7 nước. Và mình rất ngưỡng mộ cái thương hiệu tên là McDonald's. Và cái thương hiệu đó thì mình rất là ngạc nhiên, mà có một cái câu hỏi trong đầu là tại sao bất cứ đất nước nào cũng có cái thương hiệu đó, và tại sao bất cứ cái cửa hàng nào người ta cũng xếp hàng rất dài để mua một cái bánh mì chỉ có 2 đồng rưỡi hoặc 3 đồng. Và khi mình về Việt Nam thì khi mình đam mê kinh doanh và mình quyết định chọn cái sản phẩm là bánh mì kẹp thịt đó, và mình nghĩ ra một cái câu chuyện mình không hiểu về gì về thương hiệu cả. Mình nghĩ nó rất đơn giản để mà mình mở tại Việt Nam, và mình nghĩ nó sẽ thành công như McDonald's vậy. Thì mình đem câu chuyện kinh doanh đó, mình chuẩn bị kinh doanh đó, mình chia sẻ với một người bạn khá là hiểu biết của mình, là bạn cấp 2. Thì bạn mới cho mình một lời khuyên là McDonald's là một thương hiệu khá lớn, và để kinh doanh được cái thương hiệu đó, mình cần phải, ngoài cái số tiền mà mình có tiền triệu đô sau ra, thì mình phải có quyền nữa, quyền để quyết định cái khi mà bị sự kiện tại Việt Nam. Thì khi mình thấy như thế thì mình lại rất là ngưỡng mộ McDonald's, và mình cứ âm ỉ cái giấc mơ đó và cái câu hỏi đó. Mình không thể tin được là một cái bánh mì đơn giản như thế mà họ lại lan truyền như thế. Và cái duyên để mình đến với cái công việc này là thực sự là mình đã, sau cái McDonald's, mình thấy mình không có thể mở được cái bánh mì kẹp thịt đó giống như họ, và mình hiểu hơn về McDonald's, thì mình quyết định chọn cho mình một cái cà phê take away. Cà phê tại thời điểm đó khá là nóng tại Việt Nam, đó là cái thương hiệu Starbucks, họ đã bước vào Hồ Chí Minh, họ đã làm nóng cái thị trường coffee take away lên. Mình ngưỡng mộ họ và mình cũng muốn đưa một cái thương hiệu cũng thể dán một cái mắt Việt Nam về take away để học hỏi họ, cũng như là để đưa ra cái ngành của mình. Nhưng mà khi mà mình thực sự là mình đã đến cái SECC, cái tổ chức hội chợ triển lãm quốc tế tại quận 7 dành cho các đối tác nước ngoài về Việt Nam để chuyên về các hãng cà phê take away, đó là cái hiệu cà phê Ý espresso, thì mình đã đặt cọc cái loại máy mà một vòi, và giá của nó tại thời điểm đó là 99 triệu. Và rất may mắn cho mình là mình chỉ thực sự là mình muốn mua luôn cái máy tại thời điểm đó, thì chị hai của mình mới nói là chị nên đặt cọc, và mình có tới 8 ngày để suy nghĩ, và 8 ngày đó là họ sẽ giao hàng. Thì đúng 8 ngày đó là 8 cái ngày mà mình trăn trở, dường như là mình không ngủ được, mình trăn trở về tất cả các dòng chi phí về nhân viên, cũng như chi phí nguồn nguyên liệu, chi phí về cái tòa nhà mà mình đang thuê mướn, vân vân và vân vân. Dường như mình chưa có một ngày nào để đi phụ bán cà phê ở trong cái cà phê cửa hàng take away. Một ly cà phê cơ bản để pha như thế nào mình cũng không biết. Và 8 ngày đó thì thực sự là mình bùng nổ. Vào cái ngày số 8, lúc 6 giờ sáng thì mình quyết định là chủ động gọi cho cái hãng cà phê đó, và mình hủy, mình không lấy cái máy đó. Và mình mới nhớ là cái câu chuyện là khi mà mình làm việc cho ông chủ người Nhật Bản của mình thì mình có những cái ý kiến rất là bất đồng giữa mình và ông chủ. Và khi mà ông chủ dường như là
nghĩ mình là một người làm thuê rất là tầm thường, và họ không có follow theo cái ý kiến mình đưa ra. Và do đó là mình quyết định là mình muốn mở cái ngành này với một cái đường đi mới, cái đường đi mới hơn. Có lẽ là cái công việc này tại Nhật Bản thì ông chủ của mình nghĩ rằng là nó phải đem y chang về Việt Nam, nhưng khi qua tới Việt Nam thì nó không được như vậy nữa, mình phải có những cái cải cách hợp lý hơn. Và mình đã nói với chính mình rằng là một, ăn cả ngã về không, một là mình sẽ làm cho nó thật là thành công, hai là mình sẽ dừng lại cái công việc kinh doanh để đi làm thuê lại. Dạ, thì đó là câu chuyện kinh doanh của mình. Xin cảm ơn. Các bạn cho doanh nhân Yến Nhi một tràng pháo tay thiệt lớn. Cái câu chuyện của Yến Nhi các bạn thấy không ạ? Một cô gái rất là mạnh mẽ, ra kinh doanh là quyết phải thắng. Tôi tham gia kinh doanh để chiến thắng, không có cái khái niệm là thất bại. Và tiếp theo là một chàng trai trẻ sinh năm 92. Bạn chọn cái lĩnh vực kinh doanh nó... mà mình không nghĩ là cái tuổi đời như vậy lại chọn cái lĩnh vực kinh doanh. Đó là bạn kinh doanh về nhang. Thường thường thì những người nhang nó liên quan tới yếu tố tâm linh. Những người lớn tuổi á, thì họ sẽ trải nghiệm về nhang nhiều hơn, họ sẽ có trăn trở trong cuộc sống nhiều hơn thì họ chọn. Nhưng mà bạn lại chọn cái câu chuyện là dùng nhang để kinh doanh. Đó là doanh nhân trẻ, bạn Thiện, và bạn Thiện sẽ chia sẻ cái câu chuyện lý do vì sao bạn ra kinh doanh và lý do vì sao bạn lại là chọn nhang mà không là cái sản phẩm khác. Xin cảm ơn thầy Nguyễn Thế Duy và chào tất cả mọi người. Chào khán giả. Nói về câu chuyện khởi nghiệp thì hiện tại ở Việt Nam nó đang là một cái trào lưu đang lên rất là lớn. Thì thật sự Thiện cũng nằm trong số đó. Đầu tiên trước là xin giới thiệu là Thiện đến từ thành phố Đà Lạt, giống như chị Nga bên phía bên này. Tức là một thành phố khá nhẹ nhàng, và tính cách của mình cũng rất là nhẹ nhàng. Nhưng mà từ nhỏ thì mình đã sống trong một gia đình là làm nghề nông. Thì quanh năm trồng cây ăn trái và các cái hoa màu, thì cái thu nhập nó khá là bấp bênh. Nên khi nó luôn luôn thao thức trong mình là làm sao để ba mẹ mình đỡ khổ hơn. Đó là lý do thứ nhất, đó là về gia đình. Các anh chị mình phải có một cái gì đó tốt hơn. Toàn bộ mọi người đối với gia đình mình thì đều ở trên, và không có ai được xuống Sài Gòn. Thì may mắn là từ nhỏ tới giờ mình học cũng tương đối tốt và có cơ hội được đi Sài Gòn. Thì xuống với Sài Gòn thì mình cũng tiếp cận được một cái nguồn kiến thức khá là mới khi mà bắt đầu mới bước chân vào Sài Gòn. Thì ngay từ sinh viên năm nhất thì mình cũng đã khởi nghiệp kinh doanh. Tổng cộng cái thời gian của mình kinh doanh và số ngành nghề kinh doanh thì nó hơn 100 nghề. Và nó khá là nhiều sản phẩm ở khá là nhiều cái lĩnh vực khác nhau. Mình cũng từng đi làm công, từ những cái tầng thấp nhất ở dưới xã hội, ví dụ như phát tờ rơi, bán vé số, phụ hồ, cho tới những cái mặt hàng nhỏ lẻ, bán quần áo ngoài trời, đi vào chợ để bóc vác chẳng hạn, vân vân, cho tới những cái rất là cao cấp về tư vấn về các dịch vụ đào tạo, hay là làm từng là chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc của công ty bất động sản trung tâm thành phố, một công ty hiện tại đang rất nổi tiếng ở thành phố Hồ Chí Minh, và đó cũng là công ty gần nhất trước khi mình đến lĩnh vực nhang này. Thì khi mà qua một quá trình khởi nghiệp liên tục và có thành công như lớn nhỏ, có những thất bại rất là nặng nề, thì mình cũng rút ra được rất nhiều cái bài học kinh nghiệm. Và từ đầu tiên nhất, đó là những cái niềm khao khát và cái lý do của mình đi ra khởi nghiệp vẫn đó là, thứ nhất đó là gia đình, cái thứ hai đó là những cái tầm nhìn của mình tại thời điểm hiện tại. Phi thường bất phú, giống như bạn Ninh có chia sẻ, đó là câu mình học đầu tiên. Tức là khi mình nhìn thấy doanh nhân hồi trước là sĩ thương công nông, nhưng mà sau khi mình lăn ra kinh doanh thì mình mới thấy được đó là phải đảo ngược lại, đó là thương sĩ công nông. Tức là nếu như đồng bào mình còn rất nhiều người bị lũ lụt, những người chất độc màu da cam, những hoàn cảnh rất là khó khăn, thì chỉ có doanh nhân mới là người ủng hộ. Chỉ có những doanh nhân mới có thể giúp đất nước phát triển lên. Và đầu tiên phải là kinh tế. Cái tiếp theo á là về góc độ mà trong quá trình mình trải qua kinh doanh thì mình thấm được một cái, đó là khi mà các bạn trẻ đứng ra khởi nghiệp thì bị rất nhiều cái vấn đề về vốn, về khó khăn, về kinh nghiệm vân vân. Thì
đó là khoảng thời gian khoảng 3 tới 4 năm thì mình làm liên tục ở rất nhiều cái vị trí lớn nhỏ cũng như là khởi nghiệp ở các cái mặt hàng bán lẻ khác nhau, thì mình cũng rút ra được rất nhiều kinh nghiệm kinh doanh. Thì trong đó có 3 cái mục tiêu đầu tiên của người doanh nhân cần nhắm tới. Thứ nhất đó là tự do về thời gian. Cái hai đó là tự do về tài chính, và cuối cùng là tự do về mối quan hệ. Nhưng mà quyết định đầu tiên vẫn là tự do về tài chính. Thì mình, đó là cái động lực tiếp theo mà thôi thúc mình phải đi kinh doanh ngay lập tức. Thì khi mà mình tự do về tài chính thì mình mới có thể tự do được thời gian và có được cái số lượng mối quan hệ phục vụ tốt, và có thể đưa ba mẹ mình có một cuộc sống tốt hơn. Sau khi mình tu thân tề gia thì mình có thể là trị quốc và rộng hơn là ra thiên hạ. Thì cũng rất là khao khát là người Việt Nam mình có cái sự đoàn kết lớn hơn để đưa ra thế giới. Thì sản phẩm nhang trầm của mình là một cái duyên trời cho. Hiện tại Thiện đang có sự xưởng nhang trầm ở tại Hóc Môn và công ty đặt trụ sở tại Tân Bình. Thì sau khi nghỉ lĩnh vực bất động sản để qua cái mảng trầm hương này, thì nó cũng là một cái duyên rất là may mắn là mình cũng tiếp cận được một cái thông tin mới và thấy được cái nhu cầu trong cái tầm nhìn về tương lai. Thì những cái tiêu chí về xanh, sạch và những sản phẩm thông minh, áo quần thông minh, điện thoại thông minh và tất cả những cái gì xanh sạch, thì đó là một cái tầm nhìn và có thể các bạn có thể làm khởi nghiệp mãi mãi trong tương lai. Đó là những cái ngành rất hot. Thì mình cũng tập trung vào một cái này và đưa ra cho cái công ty của mình một cái sứ mệnh rất là lớn, đó là thay đổi thói quen tiêu dùng nhang sạch cho người dân trên toàn thế giới. Thì đó là một cái sứ mệnh rất là lớn lao và mình cũng đang có những cái cộng sự rất là tốt. Khi mà đưa ra một cái sứ mệnh lớn thì cái chữ nhang sạch nó khác với cái nhang hóa chất, là mình đang cảm thấy ngoài thị trường và rất là nhiều cái loại nhang từ mạt gỗ, mà mạt cưa, bột gỗ trộn với những cái hóa chất rất là độc hại. Và theo các cái bài báo của những cái trang uy tín thì họ người ta thống kê đó là còn độc hại hơn cả hóa chất nữa. Thì nó mình giúp mình cảm thấy nó thôi thúc hơn và mình quyết định là kinh doanh cái sản phẩm này. Và hiện tại thì cũng đã đạt được một số cái thành công rất là cũng tương đối. Thì cũng muốn giới thiệu với mọi người về dòng sản phẩm mới, cũng như là chia sẻ một số cái kinh nghiệm về khởi nghiệp của mình, cũng như là những cái lý do mà mình cũng rất là mong muốn mọi người, nếu các bạn có thể xem được chương trình này thì hãy bước ra khởi nghiệp sớm và khởi nghiệp và liên kết khởi nghiệp. Ok.